À, hôm nay Thành Ngọc Hải muốn giới thiệu với các em về khóa học Pen in 3 của thầy. Với một khóa học thì chúng ta có hai câu hỏi lớn đặt ra. Câu hỏi số 1 là cấu trúc của khóa học và câu hỏi số 2 là đối tượng học sinh phù hợp với khóa học. Thì với câu hỏi số 1, cấu trúc khóa học này thì khóa học này được thiết kế gồm 15 đề, trong đó có 10 đề tiêu chuẩn và 5 đề nâng cao. 10 đề tiêu chuẩn và 5 đề nâng cao. Ở đó đề tiêu chuẩn là đề như thế nào? Đề tiêu chuẩn là đề tương đương với đề thi chính thức của Bộ Giáo dục trong đó các câu tỷ lệ các câu hỏi nhận biết thông hiểu vận dụng vận dụng cao là tương ứng với tỷ lệ các câu hỏi trong đề thi chính thức của bộ giáo dục à, và với 10 đề này để các em căn chỉnh thời gian à, chúng ta rèn luyện và căn chỉnh thời gian trong vòng 90 phút chúng ta xử lý được bao nhiêu điểm thì đấy là cái thước đo để chúng ta à, đi, là cái thước đo để chúng ta đo khi chúng ta đi thi chính thức còn 5 đề nâng cao 5 đề nâng cao thì khác gì với 10 đề tiêu chuẩn 5 đề nâng cao là 5 đề trong đó số lượng câu hỏi của phần nhận biết thông hiểu được bỏ bớt và thay vào đó là những câu hỏi vận dụng vận dụng cao. Như vậy với 5 đề nâng cao thì số lượng câu hỏi vận dụng vận dụng cao là nhiều hơn những đề tiêu chuẩn. Mục đích của 5 đề này để làm gì? Để dành cho các bạn học sinh khá giỏi có mong muốn chinh phục các câu hỏi từ 8 đến 10 điểm thì có nhiều cơ hội để rèn luyện hơn với những câu hỏi nâng cao này. Thì với đề với đề nâng cao này nếu mà chúng ta hoàn thành được trong vòng 90 phút thì quá xuất sắc, xuất sắc. Tuy nhiên vì nó có nhiều câu hỏi vận dụng vận dụng cao cho nên là thời gian thời gian thực tế chúng ta ta làm có thể dài hơn 90 phút vẫn chấp nhận được. Vì mục đích là chúng ta rèn luyện có cơ hội rèn luyện những bài nâng cao để chúng ta có có những kinh nghiệm xử lý những bài đấy trong đề thi chính thức. Với cái cách mà thiết kế khóa học Penny 3 của thầy như thế thì đối tượng học sinh như thế nào sẽ phù hợp với khóa học này thì đối tượng học sinh có mục tiêu đạt trên 7 điểm và tập trung vào hướng tới mục tiêu đạt từ 9 đến 10 đấy là những đối tượng học sinh khá giỏi à, Nếu có mục tiêu đạt điểm 7 trở lên đặc biệt là những bạn có mục tiêu đạt từ 9 đến 10 thì nên tham gia khoa học này vì khóa này sẽ rèn luyện được những bài những câu hỏi mức độ vận dụng vận dụng cao và trong quá trình chữa một đề thì thầy không chữa tất cả toàn bộ 40 câu hỏi mà thầy tập trung vào những câu hỏi vận dụng vận dụng cao còn những câu hỏi uh, nhận biết thông hiểu thì sẽ không uh, thì sẽ chỉ có đáp án uh, đúng sai và có cái diễn giải nếu cần thiết. Các em chú ý nhé là trong hệ thống clip hướng dẫn bài giảng của Penny N3 thì những câu hỏi vận dụng vận dụng cao sẽ được chữa một cách uh, chi tiết đầy đủ uh, cái 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 phương pháp chữa nó phù hợp với cái phương pháp thầy đưa trình bày ra thì lúc trình bày ra có thể dài nhưng mà khi chúng ta xử lý những bài thi thì chúng ta không xử lý dài như thế mà chúng ta rút rút ngắn các bước vì là quá trình giảng để cho các em hiểu thì thầy vẫn chữa thật chi tiết để các em hiểu được nội dung phương pháp của bài học này là gì là rút ra được kinh nghiệm khi xử lý trong đề thi chính thức và có những cái chú ý sau mỗi một cái câu chữa khó À, như vậy là một câu hỏi nữa là ra đối với các bạn là những bạn học sinh mà có có cái khả năng trung bình và muốn đạt điểm 7 điểm trở xuống thì có sử dụng được khóa học này không? Thì thực tế là vì những câu hỏi ở mức độ thông hiểu, mức độ nhận biết và mức độ thông hiểu thì thầy không chữa thì chỉ có đáp án. Cho nên là những bạn học sinh đạt mong muốn đạt mức độ dưới 7 điểm thì cũng có thể tham khảo được khóa học này. Nhưng với cái cách là chúng ta chiến chúng ta triển khai là như sau. Với một đề 90 phút có 40 câu thế thì 12 câu dành cho các điểm 8 9 10. Còn lại là những câu dành cho mức độ 7 điểm trở xuống. Thế thì các em sử dụng cái bộ đề này với cái mục tiêu rèn luyện những câu hỏi từ 7 điểm trở xuống thì chúng ta căn chỉnh thời gian làm sao trong vòng 90 phút chúng ta xử lý khoảng 90 phút là tổng đề thi, còn khoảng 8 phút nó xử lý ngon lành 28 câu tức là đạt được 7 điểm Và với mức độ như thế thì chúng ta có thể hoàn thành được cái đề thi chính thức với mục tiêu điểm số của các em là tầm khoảng độ 7 điểm trở xuống à, Tất nhiên là trở xuống đây có nghĩa là nói ý là cái, cái điểm tối đa là 7 điểm Còn nếu mà chúng ta dành còn 10 phút còn lại thì chúng ta xử lý những câu còn lại Tất nhiên là vì nếu các em chưa được rèn luyện để xử lý những câu hỏi nâng cao thì khả năng xử lý sẽ là khó Tuy nhiên nếu như các em xử lý 10 đề đầu tiên mà 28 câu hỏi các em xử lý ngon lành thì lúc đấy hoàn toàn chúng ta có thể nâng lên, nâng điểm lên bằng cách là tìm hiểu những câu hỏi nâng cao hơn để chúng ta rèn luyện. Thì đấy là cái ý thầy muốn uh, giới thiệu với các em uh, trong quá trong quá trình uh, tìm hiểu và học khóa À, uh, Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng của khóa học PENIN3.